Nay thì Hoàng Đức trở lại kênh Việt Nam chúng tôi và một người anh của Hoàng Đức đây. Thì mong cả nhà thân thương để tối đêm nay lên kênh Việt Nam chúng tôi những coi những tiết mục của Hoàng Đức đem lại cho khán giả thân thương và điệu bốn phương để xem kênh Việt Nam chúng tôi và nhớ like và đăng ký ủng hộ cho Việt Nam chúng tôi. Và những một cái tiết mục đây của Hoàng Đức thật sự là đồ 100% hết. Nhưng mà hôm nay thì Hoàng Đức sẽ trở lại kênh Việt Nam chúng tôi là giờ Hoàng Đức sẽ quay những cái tiết mục mà Hoàng Đức đã từng đoạt giải. Thì vừa rồi thì Hoàng Đức nuốt kiếm, nuốt này nọ rồi thì thật sự hôm nay thì Hoàng Đức sẽ nuốt như rồi nuốt 3 cây 5 cây thương rồi phải không? Giờ hôm nay. Hôm nay thì Hoàng Đức sẽ nuốt lại là 3 cây kiếm gắn. Rồi sẽ nâng cấp lên 5 cây, rồi sẽ là 7 cây và một cái tiết mục cuối cùng là bắn đinh trực tiếp, bắn đinh xuyên qua lữ. Và cuối cùng đó là đèn cây nóng luôn nha, sắc đèn cây chế từ trên mặt của Hoàng Đức chế xuống nha cả nhà thân thương, nhớ đón xem và ủng hộ cho Hoàng Đức nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mời mọi người đón xem tiết mục rất là hấp dẫn ngày hôm nay mọi người nha. Ở đây là một cái kiếm gắn. Thì vừa rồi thì Hoàng Đức nói là Hoàng Đức sẽ nuốt 3 cây. Thì mấy kinh trước thì mấy vô lấy trước thì Đức đã nuốt 1 cây rồi lên 2 cây, 3 cây. Nhưng mà hôm nay thì Hoàng Đức sẽ nâng cấp lên, tức là kiếm gắn. Nó sẽ kiếm gắn là bây giờ cả nhà biết sao là kiếm gắn không? Là tại vì nó có hình cong này, hình cong này xuống đây. Có lúc nào nó cũng cong cong vậy mà hôm nay thì Hoàng Đức không có nuốt 1 cây mà Hoàng Đức sẽ nuốt 3 cây. Rồi sau đó thì Hoàng Đức sẽ nuốt 5 cây và 7 cây. Thì mong cả nhà đón xem nha. Đây hiện giờ trên tay của Hoàng Đức 3 cây nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Kiếm thiệt nha. Chứ không phải là kiếm giả mà để anh chị em nói nha. Bình thường thì mình là đồ thật Việt vật mà. Lo gì có ai nói đâu. Còn Hoàng Đức đi diễn trên toàn quốc thì anh chị em nào thông tin thì cứ bước lên sân khấu kiểm tra đồ người của Hoàng Đức hết. Bây giờ Hoàng Đức đang chuẩn bị 3 cây kiếm rắn mọi người nha. Không biết mọi người có nghe rõ tiếng của Hoàng Đức hay không chứ ở đây là kiếm cong cong này, Hoàng Đức nó kêu bằng kiếm rắn đấy. Rồi. Là con rắn mọi người, nó cong cong hình con rắn đấy. Rồi bây giờ đang chuẩn bị này. À mọi người có thấy Hoàng Đức đã nuốt 3 cây kiếm vào trong lưới trong miệng của mình rồi, đúng không ạ? Vâng, rất là nguy hiểm và tiết mục rất là tuyệt vời đã thành công mọi người nha. Đây là tiết mục đầu tiên của Hoàng Đức. Vì đây là tiếp theo, Hoàng Đức đã nói là sẽ nuốt 5 cây. 1 cây. Hai cây. Đây là 3 cây. Bốn cây. Đây là 5 cây nha cả nhà. Vâng, trên tay Hoàng Đức bây giờ đang cầm 5 thanh kiếm. Thì đối với 5 thanh kiếm này mình cầm ở trên tay rất là khó khăn rồi đấy mọi người. Và bây giờ 5 cây này Hoàng... nặng 16 kg. 5 cây 16, tức là mỗi cây là hơn 3 kg mọi người nha. Với tiết mục biểu diễn nuốt 5 thanh kiếm hơn 15 kg bắt đầu. Đây, mình sẽ cho mọi người
thấy được cái Hoàng Đức đang chuẩn bị dụng cụ đào cụ để đốt mọi người. Mọi người nếu thấy video này hay, xin hãy like và chia sẻ giùm mình nha. Càng nâng cao càng khó nha cả nhà thân thương. Và cầm trên tay mọi người thấy rất là khó khăn rồi. Còn bây giờ nuốt vào miệng của mình đấy thì nó khó gấp trăm gấp vạn lần mọi người nha. Vâng, bây giờ Hoàng Đức chuẩn bị nuốt và đã nuốt được thành công rồi mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh Việt Nam Trong Tôi. Vâng, màn nuốt 5 cây kiếm đã thành công. Thì đây trên tay của anh Đức, đây là cầm bộ kiếm 7 cây. Bây giờ vừa rồi thì Hoàng Đức đã thực hiện 3 cây rồi 5 cây, giờ này là Hoàng Đức sẽ lên 7 cây nha cả nhà. Bảy cây giống như cây kiếm lúc nãy luôn à em ơi. Dạ, 7 cây. 2 cây nè. 3 cây. Thấy trên tay đây là có 3 cây. Bốn cây. Thì Hoàng Đức nói là Hoàng Đức sẽ giữ lời nha cả nhà. Chứ không có mà nói nút 7 cây đã, rốt cuộc nút 6 cây hay 5 cây gì không có nha. Hoàng Đức nói 7 cây là ra 7 cây nha cả nhà. 5 cây. 6 cây. 7 cây. Vâng, một kỷ lục mới sắp được thiết lập mọi người nha. Đây Hoàng Đức sẽ đếm cho cả nhà đếm nha. 1 cây. 1 cây này. 2 cây này. 3 cây. 4 cây. 5 cây. Rồi 6 cây và 7 cây mọi người nha. Cả nhà thấy nghe cổng cảng cổng cảng không? Thì Hoàng Đức từng diễn cái chiêu này thì mấy ban giám khảo và tìm kiếm tài năng trẻ ở trên trường Bình Dương nên rất là sợ. Thì Hoàng Đức đã đoạt giải được cái nút một cái chiêu này. Thì trên tay của Hoàng Đức đây là 7 cây nha. Thì Hoàng Đức nói 7 cây là Hoàng Đức sẽ làm thực theo 7 cây nha cả nhà. Vâng, bây giờ chuẩn bị nuốt 7 thanh kiếm bắt đầu mọi người nha. Vâng, không biết mọi người cảm nhận như thế nào chứ đối với mình ngay bây giờ đây, đang cầm máy quay nhưng mà con tim của mình nó đang đập thình thịch rất là hồi hộp mọi người ạ.
Vâng, bây giờ Hoàng Đức đã nuốt được thành công rồi mọi người nha. Vâng, xin Hoàng Anh Hồ, Hoàng Đức rất là nhiều. Đây là 7 cây thì Hoàng Đức đã thực hiện cái xong. Vâng, bây giờ mình thấy Đức nó đang thắp hai cái cây đèn cầy, mọi người không biết để làm gì mình cũng chưa hiểu được mọi người nha. Còn đây là kiếm thật sự hết nha cả nhà. Bây giờ Hoàng Đức đang cầm thanh kiếm lại gần để cho mọi người được chiêm ngưỡng nét đặc sắc của những thanh kiếm này mọi người nha. Có ai có cùng đam mê, cùng sở thích với Hoàng Đức thì cứ hãy liên hệ theo cái số điện thoại của Hoàng Đức là 036 236 240 240 2403. Rồi thì trên tay Hoàng Đức đây là một cái máy thì tất cả anh chị em trên toàn cả thế giới này có ai biết cũng biết là cây này là cây súng bắn đinh. Thì đây là một cái miếng dán là rất là mỏng nha cả nhà. Giờ đây thì Đức xin mời một anh trai gần gần đây thì ở đây thì bắn trực tiếp vô lưỡi của Hoàng Đức. Anh coi cái máy này coi, này thử bắn vào cây được không? Được nha, được. Để anh thử bắn nha. Không có, để anh quay cái máy quay lại gốc cây đây mọi người nha. Đây gốc cây này bắn phát ra. Ồ, nó dính đây luôn mọi người nha. Đây. Đây là em cầm này. Rồi, anh quay anh quay cái đây, cái đinh nó vừa bắn. Đây. Đinh đây nha cả nhà. Đây, quay rõ cho mọi người thấy luôn nha. Ok. Rồi, tính tay anh bắn luôn đi để khán giả tin, để nói em bắn có mẹo rồi nữa. Anh là anh cầm bắn vô thẳng luôn đi. Cầm bắn luôn hả? Anh cầm bắn luôn á? Dạ. Rồi, anh cầm bắn luôn đi. Trời, bây giờ chắc để anh nhờ cái anh này đi. Chứ anh rồi. Bắn là anh sợ anh không dám này. Rồi anh trai xuống bắn giùm em đi. Không có gì đâu, anh đừng có sợ. Nha cả nhà, đây là đồ thật sự 100% hết nha. Bắn vô lưỡi nha cả nhà thôi. Anh giúp phát cái một nha. Anh bắn cọc 4-5 cái cũng được. Vâng, bây giờ đó. Đây là bắn vào lưỡi luôn mọi người nha. Dính vào lưỡi luôn này. Đinh nha cả nhà. Còn đây. Đây là cả nhà thấy trước mắt của Hoàng Đức, trên đây là hai cây đèn cầy. Thật sự giờ đang Hoàng Đức đang đốt nha. Đặc biệt là không có bất cứ ai làm theo nha cả nhà. Ở đây nó gió nhiều quá cho nên thắp cái nó lại tắt, nó thắp cái nó lại bị tắt mọi người. Đây, Quang Đức. Không có học theo Quang Đức nha. Nếu ai có cảm thấy yêu thích thì cứ inbox trực tiếp cho Quang Đức. Đây là nến cháy mọi người nha. Cháy lúc nãy tới giờ rồi thì bây giờ Hoàng Đức đang nhục cho nến
lên ra tay của mình. Đau không em ơi? Gắt là đau anh. Nhớ hả Hoàng Đức chỉ cho cả nhà nha. Để từ từ, chứ mình vuốt một cái là da mình sẽ đi nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Thì trong những video tiếp theo, anh em mình sẽ có những tiết mục đặc sắc hơn và có cấp độ cao hơn. Thì mời mọi người cùng nhấn đăng ký, like và để có những cái video tiếp theo mới nhất trong thời gian sớm nhất mọi người nha.